share chưa? Em xem rồi. Anh share chưa? Anh chưa share. Anh đâu có dùng mạng xã hội. Anh có page. Đó là của fanpage của chương trình. À, của công ty, anh đâu biết. Xin bảo công ty share đi. À, rồi. Ừ. Xin lỗi em. Chị Phương share nữa. Chị Harry share nữa. Chị chỉ share. Anh Long share. Chị share, chị Đặng share. Anh share hết cho em cái. Luôn luôn của em cái. Okay. Có điện thoại đây không? Share luôn đi. Không mang điện thoại em à. Và ngay bây giờ là một phần thử thách dành cho tất cả chúng ta. Sẽ có một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Sau đó chúng ta phải vượt qua thử thách của chương trình. Và ai, đội nào gần chính xác nhất, hay nhất, giỏi nhất thì mang về điểm thưởng. Hy vọng lần này anh Kim Tử Long sẽ cố gắng để có điểm, chứ không là cuối chương trình là không được bốc thăm. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Thưa quý vị, nhân vật bí ẩn đó là ai? Chào em, xin quá là xin em ạ. Đây, vỗ tay một lần nữa cho Hòa Minh Di. Ca khúc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp do Hòa Minh Di thể hiện và sáng tác là Mr. Zero. Và vừa rồi cũng là một cái MV về cái ca khúc này đã được công chiếu. Cái nội dung là nói về một cái chuyện tình yêu của vị vua cuối cùng và hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam. Thì từ đâu mà em có những cái ý nghĩ đó để làm cái MV đó? Thực ra thì ban đầu khi mà mất khoảng tầm gần một năm để em hoàn thành xong cái bản thu âm này thì sau đó em với anh Siro đã quyết định liên hệ với anh Kawai và em chỉ nói là em rất là thích một cái nhân vật cổ trang, rất là thích mình được làm trong nhân vật cổ trang với MV này. Thì anh Kawai sau khoảng 5 tháng sau thì đã gửi cho em một cái kịch bản liên quan đến câu chuyện tình yêu đấy ạ. Đó là một câu chuyện mà đã trở thành huyền thoại rồi. Cái bài hát đưa vào câu chuyện đó mang lại nhiều cái cảm nhận cho mỗi người xem khác nhau. Và đặc biệt là cái sự đầu tư của Hoàng Minh Di là rất là lớn cho cái MV lần này. Vì nghệ sĩ nào cũng vậy, mình có tuổi nghề nó càng nhiều và mình lao động nhiều thì mình luôn muốn cái sản phẩm sau đó phải tốt hơn là sản phẩm trước. Ở đây chúng tôi không nói về cái giá tiền mà Hoàng Minh Di thực hiện, nhưng mà cái sự lao động nghiêm túc của cô ấy là xứng đáng nhận một tràng pháo tay của quý vị. Nhưng mà anh share chưa? Em xem rồi. Anh share chưa? Anh chưa share. Anh đâu có dùng mạng xã hội. Anh có page. Đó là của fanpage của chương trình. À, của công ty, anh đâu biết. Xin anh bảo công ty share đi. À, rồi. Ừ. Xin lỗi em. Chị Phương share nữa. Chị Harry share nữa. Chị chỉ share. Anh Long share. Chị share. Anh share hết cho em cái. Luôn luôn của em cái. Okay. Có điện thoại đây không? Share luôn đi. Không mang điện thoại em à. Thưa quý vị thân mến, trong cái MV này có hai khách mời đặc biệt, đó là Đức Phúc và Eric nữa. Anh còn biết nữa mà. Dạ, đúng rồi. Hai đi đóng quân lính nữa. Dạ, vâng, đúng rồi. Ừ. Tức là chúng nó vừa là gọi là cái gì ạ? Thiếu gia, một là siêu sao trong đấy. MV của chúng nó, nhưng mà vào MV của em phải là quân lính. Thế thì đùa. Đấy, thế thì bây giờ chúng tôi có một thử thách dành cho tất cả những nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Hiện tại bài hát này đang nằm ở trên YouTube và đang được nhiều người đón nhận. Các chị hãy cho chúng tôi biết bài hát này theo anh chị là buồn hay vui? Dạ buồn. Buồn. Quá buồn về một chuyện tình cảm. Nhưng chúng ta phải làm cho bài này vui hơn. Có nghĩa là gì? Chúng ta hãy gọi là share nhiều lên và chúng ta hãy like nhiều lên, vâng, và xem nhiều lên cho em nó có một MV hoành tráng so với sự đầu tư của em đó. Nhưng anh nhớ trên. Anh nhớ. Anh sẽ bắt con. Em vẫn đi ra quán của anh ăn ủng hộ đấy. Anh biết rồi. Thì bây giờ xin hỏi một thử thách nhỏ này, các anh chị có vượt qua được hay không? Dạ. Theo các anh chị thì cái MV này đạt đến 1 triệu view trên YouTube. Triệu view. Trong thời gian là bao lâu? Yeah. Hay đấy, cũng là một cách nhấn mạnh thành tích của em. Hãy hội ý và đưa ra con số. Ai gần đúng nhất sẽ chiến thắng. Ở vị trí chiến thắng đầu tiên mang về 2 điểm thưởng. Vị trí chiến thắng thứ hai mang về 1 điểm thưởng. Và vị trí chiến thắng cuối cùng là 0 điểm thưởng. Mà chúng tôi dự đoán vị trí cuối cùng đó chắc chắn thuộc về anh Kim Tử Long. Anh Long sao vậy? Sao anh còn gật đầu vậy? Bị anh Long ít coi MV của mấy đứa trẻ. Anh toàn coi game show không? Không phải. Tụi anh share cho em. Anh nghe bài hát này anh thấy quen quen. Anh đã nghe rồi thì phải. Nhưng mà anh thì thường thường là anh ở trên xe hơi đó thì chị nhà mở ra nghe. Thì anh lái xe thì anh nghe thôi, anh không có được xem cái MV của em.
Nhưng mà anh nghe cái bài hát này thì anh ngỡ ngỡ. Nếu như anh đoán không lầm thì bài hát này nó đã lên tới 1 triệu view. Triệu view. Nhưng mà anh không biết là nó 1 triệu view một ngày hay là một tháng. Tại anh tại là không có thể. Dạ anh ơi, một MV đầu tư như vậy mà một tháng 1 triệu view chắc bán nhà. Đoán trước đi, đội tôi đoán sau. Thật sự thì về view YouTube và view mạng thì em với anh Lâm là những người nghiên cứu rất là sâu. Về digital. Phải nói là những nhà phân tích về view. Nhà phân tích về view. Thường thường một MV mà với độ đầu tư khủng như vậy thì chúng ta không thể tính ngày được, chúng ta phải tính tiếng. Tiếng. Và thưa anh Giang cũng như là thưa toàn thể vị khán giả, nếu như những nghệ sĩ bình thường thì một năm ta ra khoảng một MV, nhưng đối với bản thân em thì một ngày em ra tới 6 cái MV lận. Đó chính là chỉ là livestream. Không, không, livestream em chỉ quay clip nhỏ nhỏ thôi. Quỳ vợ em 2 cái, coi em 2 cái, em 2 cái là 6 có, cái. Có mẹ ăn nước. Mẹ, nay mẹ phải vô mẹ rồi. Nước. Mẹ em 2 cái là 8 cái. Ủa, mẹ không bán nước mía nữa hả? Không, mẹ nghỉ bán nước mía rồi, bán ế quá. Rồi, là 8 cái MV. Thì để những cái MV mà 1 triệu view thì nó sẽ dao động tầng 2 tầng. Không, sai. Sai. Anh phân tích như vậy là sai. Không, đó hiểu của anh sâu. Của anh. À, của anh là 1-2 tuần. Của anh là 1-2 tuần. Đó. Nếu như với sự hỗ trợ Lâm Vĩ Dạ chia sẻ, em chia sẻ nữa thì lên nhanh. Đúng. Còn đối với MV mà đầu tư quá nhiều như vậy, cộng thêm Đức Phúc và ai nữa? Eric. Eric. Đó. Mà những nhân vật hot không chia sẻ về, chắc chắn con số phải tính bằng giờ. View phải tính bằng giờ. Đúng như vậy. Nhưng trong MV này Đức Phúc và Eric đóng vai lính. Chính như vậy mà của Eric cũng như là Út giận kiểu xe. Không xe. Đúng. Kiểu thần tượng của mình em sao được đóng lính như vậy. À, bị chìm vào coi nữa. Tức. Tức người ta không vào coi nha, chứ không phải là thích không nha. Tức vào coi. Rồi, bây giờ hỏi Mau Thủy và Harley Quinn. Dạ, theo phân tích của em á thì nếu mà mỗi ca sĩ ra MV á thì cái thời gian đầu của trước khi ra thì rất là người ta coi nhiều người nhất. Xem. Dạ. Thì cái khoảng thời gian đầu mà thu hút 1 triệu view á là khoảng thời gian rất ngắn thôi, tính bằng giờ giống như anh Khoa nói á. Tụi em thì sẽ đưa ra cái đáp án sau khi nghe hai đội kia, sau khi nghe hai đội kia. Rồi. Là bây giờ tới em phân tích nè. Không thể cùng nhau xuất kiếp MV đó theo anh Lâm và Lâm Vĩ Dạ bao lâu? Như em thôi. Rồi. Như em thôi mà em ra MV á là phải nhờ một cái lực lượng share rất là kinh khủng khiếp. Mua thêm view. Không có mua. Năng nghĩ lại được người ta share rất khủng khiếp thì 10 tiếng được 1 triệu. Nhưng mà như Hà Minh Di thì phải hơn rất nhiều. Hiện tại đã lọt vào top trending YouTube Việt Nam. Dạ đúng như vậy. Thì em nghĩ là em sẽ lượt bớt 5 tiếng đổ lại cho anh hả? Có thể 1 triệu view là có thể khoảng tầm 2 tiếng hoặc là 3 tiếng là 1 triệu rồi. 2 tiếng. Ủa hai người hỏi ý đi chứ, nhìn em chị. 2 tiếng đi, mình chọn số 2 tiếng đi. Mà chọn gì? Mà chọn gì? Được bao nhiêu tiếng 1 triệu view đó? Thời gian là bao lâu được 1 triệu view MV không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minh Di? Không thể cùng nhau suốt kiếp. Vâng. Rồi cuối cùng là mấy giờ đồng hồ? À, biết rồi. À, anh muốn hỏi em nhiêu tuổi vậy? Thôi, từ hỏi tuổi gái chi. Hả? 25, số 2. Với số 5 mình sẽ chọn 1 trong 2. Dạ, mình bỏ số 5 đi lấy số 2. Chính xác. Rồi, theo Lâm Vĩ Dạ và anh Kim Tử Long là 2 giờ đồng hồ, nghĩa là 120 phút. Thì cái MV của Hòa Minh Di đã kiếm về được 1 triệu view. Rồi, hai bạn nam. Này là mấy tiếng? Hai tiếng. Thì bây giờ là trừ cái trường hợp Đức Phúc với lại Exit không có xe cho nên mình có xe ô tô là có thì là phải tăng view lên, tăng thêm. Năm. Số năm. Bốn đi. Rồi bạn nữ nghĩ gì? Bây giờ mình chơi khoảng số 3 hoặc số 4 thôi. Thì đó mình số 3 đi. Số 3 là 30 phút hay là 3 giờ đồng hồ? 3 giờ đồng hồ. Rồi. Chúng tôi xin tóm tắt lại như sau. Đội tròn 2 giờ đồng hồ là đội của anh Long và Lâm Vĩ Dạ. Lê Dương Vũ Lâm và Mạc Văn Khoa chọn là 4 giờ đồng hồ. 3 giờ đồng hồ là sự lựa chọn của Harry và Mau Thủy. Kính thưa các anh chị thân mến, bây giờ tôi bắt đầu phân tích. Hòa Minh Di với một cái MV tiền tỷ và với sự trở lại sau 2 năm vắng bóng để đầu tư thầm kín bên trong. Và đây là một MV chất lượng về hình ảnh cũng như câu chuyện và giọng hát. Bài hát hay nhẹ nhàng đi vào lòng người. Câu chuyện là câu chuyện có thật
về một huyền thoại, về một vị vua cuối cùng của triều Nguyễn của Việt Nam, vị hoàng hậu Nam Phương cũng vậy, hoàng hậu cuối cùng. Có nghĩa là đầu tư trong vòng 2 năm trời mới ra được bộ MV và tất cả đang chờ đón. Và có sự xe nhẹ của các em thân thiết. Thì các bạn cứ nghĩ đi, các bạn đang đúng hay là đang sai? Câu trả lời sẽ có từ chính Hoài Minh Di. Nói chung là đáp án của anh chị cũng sát sát, nhưng mà có một đáp án thì gần gần chính xác. Trong 3 đáp án thì có một đáp án gần đúng nhất. Là người đó được quà đúng không? Người đó được điểm thưởng. Thì điểm thưởng nó quy ra tiền mặt ở cuối chương trình để rút thăm. Ai mà được điểm thưởng là phải nhờ bạn bè share cho em. Đúng vậy. Ở đây không cần ai điểm thưởng, tất cả đều share, khán giả cũng share luôn. Yeah. Đáp án của em là em đạt được 1 triệu view trong vòng. Trong vòng 1 tiếng 55 phút. 1 tiếng 55 phút. Trời ơi, khủng khiếp. Chính xác. Có 5 phút thôi anh. Khi mà chúng ta dùng kiến thức bắt đầu. Luôn cả về tâm linh cũng như là về nghĩa là kiến thức mà tiếng số tử vi, xem số tử vi, thì cuối cùng anh đã chọn ra được 2 giờ. Em 25 tuổi, anh đã gạt đi con số 5, 2 giờ. Con số 5 của em chính là 5 phút. Đặt kỷ lục. Vâng, em đạt được với cái MV kế tiếp 5 phút 1 triệu view. Ôi trời ơi. Số 5 đằng sau thì cũng khá sát, là em được gần 5 triệu view trong một ngày. Đấy, lại là tử vi. Tử vi nữa. Em thấy không? Số 5 cũng sẽ là theo anh luôn. Em nghĩ là sắp tới là trong một ngày sẽ bán được 5 vé buffet. Trong một ngày sẽ bán được 5 vé buffet. Luôn em nói lại giùm anh đi, bữa nay anh mở hàng á. Hy vọng là sẽ có 5 người vào ăn buffet trong quán anh trong vòng 1 phút. Đúng rồi, cũng được. Đúng không? 1 tiếng thì bao nhiêu người? Đúng. Ngày hôm nay, cảm ơn Hoàng Minh Di đã đến giao lưu với chương trình, mang đến một không khí tình cảm sâu lắng với cái bài hát Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Mr. Zero. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại trong chương trình gần đây. Xin chào. Một lần nữa, khen ngợi, quá đẹp, quá xinh. Cảm ơn em.